Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta gặp nhau ở phần 44 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái phần 44 này là Xuân trẻ xiên san xe xuyệt lắm. Xuân trẻ là vào cái dịp Tết, Tết này là Tết âm lịch đó. Xiên san là tượng sơn, thế tượng sơn là gì? Thì vào trong bài chúng ta sẽ biết xe xuyệt là có tuyết rồi và từ xe xuyệt người ta bỏ vào trong ngoặc. Như vậy là cái ý nó muốn nói gì thì vào trong bài chúng ta xem nhé. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần. Xiên san là Trung Quốc một cái điện thị thành. Hẳn có điện ảnh và điện thị trị đều là tại đây lý phái. Xuân trẻ đó sở hồ, hẳn đó rỉnh lại trở lý lưu dỗ. 这里还下了雪。大人们喜欢下雪，小朋友们更喜欢，他们已经开始玩雪了。这不是真雪，但是人们还是非常高兴。下雪非常漂亮，让人们觉得 Và sau đây xin mời mọi người xem mình giải thích nội dung chi tiết của bài nhé. Xiên san là Trung Quốc một cái điện thị thành. Bây giờ chúng ta giải thích cái từ điện thị thành. Điện thị thành tạm dịch là phim trường, tức là cái nơi mà để quay phim nè, để diễn kịch hay là các cái phim dài nhiều tập rồi đó, thì đó nó gọi là diễn sư sẩn, dịch là tạm dịch là phim trường. Xiang San là Trung Quốc một cái diễn sư sẩn. Tượng Sơn là một cái phim trường của Trung Quốc. Trung Quốc một cái diễn sư sẩn. Hẳn đô điện ảnh và điện sư trị, rất nhiều phim, rất nhiều bộ phim, hở điện sư trị và phim truyền hình, tức là phim truyện, phim dài nhiều tập á. Sư trại trở lý phái tờ, phái là quay, sư trại trở lý phái tờ là được quay ở đây. Mình đọc lại nhé. Xiang San là Trung Quốc một cái điện thị thành. Hẳn đô điện ảnh và điện sư trị đều sư trại trở lý phái tờ. Xuân trẻ đờ sở hồ, xuân trẻ đờ sở hồ là vào cái dịp Tết. Hẳn đô rỉnh lại trở lý lưu dỗ. Hẳn đó rỉnh lại trở lý lưu dỗ. Có rất nhiều người đến đây du lịch, tức là đến đây để tham quan ngắm cảnh. Trở lý hãy xa lơ xuyệ, ở đây còn có tuyết rơi nữa. Trở lý hãy xa lơ xuyệ, từ xuyệ bỏ vào trong mặt thép. Như vậy có tuyết rơi nhưng mà mình nghĩ đó là tuyết giả thôi chứ không phải là tuyết thật. Thì hiện nay những cái tour du lịch mà đưa chúng ta đi xem những cái phim trường cũng rất là nhiều. Ở Việt Nam cũng có những cái tour du lịch cho chúng ta đi xem phim trường Hollywood ở Mỹ. Ta rỉnh xì hoan xe xuyệt. Ta rỉnh mân hay là ta rỉnh cũng được. Xì hoan xe xuyệt là thích có tuyết rơi. Xèo phấn dù mân là những bạn nhỏ. Cân xì hoan là càng thích hơn. Tha mân dì chín khai sử quản xuyệt là. Tha mân dì chín khai sử quản xuyệt là. Tức là họ đã bắt đầu chơi với tuyết, chơi với tuyết. 这不是真雪, đây không phải là tuyết thật. 真雪 là tuyết thật, từ 真 là thật. 真货 là hàng thật. 真钱 là cái tờ tiền thật, còn 假钱 là tiền giả. 但是人们还是非常喜欢. 但是人们 nhưng mọi người 还是 là vẫn. 非常喜欢, 非常高兴, rất là vui. 下雪非常漂亮. Có tuyết rơi thì cực kỳ đẹp, hoặc là tuyết rơi thì cực kỳ đẹp, vô cùng đẹp luôn. Phây sẵn theo len. Rang rỉnh mân chuyển ta, khiến cho mọi người cảm thấy trơ cơ xuân trẻ là cái dịp Tết này cân dầu ý xưa, càng có ý nghĩa hơn. Xe xuyệt phây sẵn theo len. Rang rỉnh mân chuyển ta, trơ cơ xuân trẻ cân dầu ý xưa. Thì đó là cái nội dung của bài.
Mọi người nắm hết chưa à? Nếu mà có thắc mắc gì mọi người cứ viết trong phần comment cho mình nhé. Và sau đây xin mời mọi người hãy đọc theo mình một lần để cho nó quen miệng quen lưỡi. Xem sán sư Trung Quốc tờ dĩ cơ dịnh sư sẵn. Hẳn đó tiên dịnh hỡ tiên sư chư tố sư chạy trở lý phái tờ. Xuân chế tờ sử hô. Hẳn đó rỉnh lại trở lý lưu yếu. Trơ lì hải xa lơ xuyệt. Ta rỉnh mến xì hoan xa xuyệt. Xèo phấn yếu mến cân xì hoan. Tha mến dì chinh khai sử quán xuyệt lơ. Trơ bú sư trinh xuyệt. Tán sư rỉnh mến hải sư phê chẳng cao xinh. Xe xuyệt phê chẳng phiêu liêng. Răng rỉnh mến chuyệt tờ trơ cơ chân chế cân yếu ý sư. Và sau đây thì xin mời mọi người nghe mình đọc nhanh lại một lần để mọi người xem là mình có hiểu hết chưa. Mọi người nên chú ý nghe cái phần này, nghe đi nghe lại nhiều lần để cho chúng ta thuộc và chúng ta kể lại. Nếu kể lại được trong vòng khoảng 1 phút gì đó thì xem như là thành công. Sau đây xin mọi người hãy lắng nghe nhé. Xem sáng sư Trung Quốc tại ý cơ dịnh sư sẵn. Hẳn đó điện ảnh và điện ảnh chí đều là tại đây lý phái đó. Xuân chế đó sử hô, hẳn đó rỉnh lại đây lý lưu yếu. Trơ lý hải xa lơ xuyệt. Ta rỉnh mến xì hoan xa xuyệt. Xèo phấn yếu mến cân xì hoan. Tha mến dì chinh khai sử quán xuyệt lơ. Trơ bú sư trinh xuyệt. Tán sư rỉnh mến hải sư phê chẳng cao xinh. Xe xuyệt phê chẳng phiêu liêng. Răng rỉnh mến chuyệt tờ. Trơ cơ chân chế cân yếu ý sư. Và đến đây thì mình xin kết thúc cái phần này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người nhớ học thật kỹ và kể lại cho được trôi chảy rồi mới sang phần mới nhé. Và mọi người đừng quên đăng ký và like cho thầy. Xin chào mọi người.